Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ông Vương Đình Huệ về làm người tử tế Ngày 25 tháng 4, Bỏ tiếng Dân đăng bài Vương Đình Huệ chính thức rút lui khỏi chính trường của tác giả Lê Văn Đoạn Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết mang tính thời sự này đến quý tháng tính giả nội dung như sau Trận thư hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà mọi người chờ xem rất tiếc đã không xảy ra khi họ Vương sớm buông súng xin hàng nhanh hơn dự đoán của mọi người, Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 đã làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và Quốc hội, rút lui khỏi chính trường. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định tuyệt mật số 163 ngày 19 tháng 4, nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vương Đình Huệ thì 5 ngày sau, tức ngày 24 tháng 4, ông Huệ đã viết đơn gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xin dừng cuộc chơi. Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng hết sức để giải cứu Vương Đình Huệ, nhưng ông cũng đành bỏ tay. Mọi tài liệu, chứng cứ án tại hồ sơ nằm trên bàn làm việc của Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính và Bộ Công an đều chống lại nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội và cả người đã đầu cho ngài Chủ tịch. Bản thân Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước khi để cấp dưới lộng hành, nấp bóng ông để can thiệp, lấy dự án cho các tập đoàn và nhận hối lộ với số tiền lên đến cả ngàn tỷ đồng. Ông Huệ bị cho là đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Ngoài ra, những người hạ bệ ông còn có chứng cứ về việc ngài chủ tịch có nhiều quan hệ phức tạp, không trong sáng, vi phạm đạo đức và lối sống. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ những người xử huệ cho rằng các sai phạm của ông rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, gây bức xúc trong các tầng lớp đảng viên và cả dư luận xã hội hiện nay. Hôm nay, ngày 25 tháng 4, Bộ Chính trị khóa 13 nhóm họp khẩn cấp tại Hà Nội để xem xét đơn và đồng ý cho ông Vương Đình Huệ được thôi các chức vụ theo nguyện vọng ông Huệ trình bày trong đơn. Bộ Chính trị sẽ triệu tập hội nghị trung ương bất thường vào chiều thứ Sáu ngày 26 tháng 4 để ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 xem xét theo nguyện vọng ban hành nghị quyết cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thôi chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thôi làm đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 để về vườn làm người tử tế. Như vậy, Bộ Ngũ tức 5 nhân vật chủ chốt lãnh đạo đảng và nhà nước từ đầu khóa 13 đến nay chỉ còn hai người, Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Và đây là hình mẫu ngũ ban đầu của khóa 13. Dự kiến tại hội nghị trung ương bất thường lần này, Ban chấp hành trung ương sẽ giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội thay thế Vương Đình Huệ và bầu chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng, người đã bị trút phế hồi tháng trước. Có thông tin bà Nguyễn Thị Vân Chi, phu nhân của ông Vương Đình Huệ, hiện không có mặt ở Việt Nam. Bà Chi là đại biểu quốc hội khóa 14 và 15 đơn vị Nghệ An. Bà giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam xét. Nếu không có gì thay đổi, thì trung tuần tháng 5 năm 2024, Hội nghị Trung ương chính khóa 13 sẽ diễn ra. Dự kiến, hội nghị này sẽ bầu bổ sung 3 ủy viên Bộ Chính trị để thay thế số ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết và để dễ phân công công tác lãnh đạo chủ chốt của đảng. Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội 14, nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031, dự kiến vào tháng 1 năm 2026 sẽ còn nhiều diễn biến khó lường bởi vì nhân sự trong bộ chính trị hiện nay, ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tất cả đều có tỳ vết trong quá khứ. Chỉ cần một phe nào đó khai quả, thì những tỳ vết dù không lớn cũng sẽ biến thành quả bơm, gây rúng động chính trường hoặc nổ tung cung định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Vương Đình Huệ về làm người tự tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu ông Huệ có phải chịu trách nhiệm đứng đầu. Ngày 23 tháng 4, AFA tiếng Việt bình luận quy định chịu trách nhiệm về sai phạm của cấp dưới có áp dụng cho ông Vương Đình Huệ hay không. Về vấn đề này, AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng Ông Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm là lẽ tất nhiên, nhưng về phương diện pháp lý, trách nhiệm và xử lý đến mức độ nào còn tùy thuộc vào kết quả điều tra vụ án. Nếu ông Vương Đình Huệ cũng có hành vi trục lợi, nhận hối lộ, tương tự ông Phạm Thái Hà, thì ông ấy phải chịu xử lý về trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp ông Huệ không có hành vi trục lợi, nhận hối lộ, theo luật sư Mạnh, thì dĩ nhiên ông ấy được miễn trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Theo Điều 7 của Quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành vào năm 2019 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Và đây là hình bài trên AFA. Tuy nhiên, AFA dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đại cho rằng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, luật pháp hay điều lệ đảng không phải để tạo ra một sự bình đẳng mà nó là công cụ của kẻ mạnh để trấn áp người yếu thế hơn. Nếu anh đang nắm quyền thì tất cả những thứ kia đều là công cụ của anh dùng để trừng phạt đối thủ của mình nếu anh yếu thế thì anh sẽ bị những công cụ đó đè bẹp anh. Ông Đài cũng cho rằng sai phạm của ông Huệ rất rõ ràng khi người cấp dưới trực tiếp đã theo ông 18 năm dính vào các vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, bây giờ nó tùy thuộc vào cán cân quyền lực giữa ông Vương Đình Huệ với nhóm người muốn hạ bệ ông ấy. Nếu ông Vương Đình Huệ được những thế lực của ông ta bảo vệ, thì ông ta có thể đứng vững bất chấp những vi phạm của ông ta đã được phơi bày. Nếu như thế lực của ông Vương Đình Huệ không đủ mạnh, thì chắc chắn ông ta buộc phải nghỉ hưu trong thời gian tới trong trường hợp nếu ông vương đình huệ mất chức theo luật sư đặng đình mạnh thì điều đó không ảnh hưởng nhiều đến các chính sách của việt nam thậm chí điều này cũng không làm thay đổi gì đến tình trạng bổ nhiệm các quan chức bất tài và vô đạo đức vào các chức vụ cao cấp vì lẽ một khi chế độ còn duy trì sự độc tài về quyền lực chính trị mà không bị kiểm soát kiềm chế thì khi đó tệ nạn tham nhũng vẫn tiếp tục hoành hành tàn phá đất nước và đây là hình ông Vương Đình Huệ, người đang ở tâm bảo chính trường Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định Việt Nam vẫn cố gắng tự quảng bá mình là một đất nước hòa bình, ổn định về kinh tế và chính trị. Vì vậy, việc các lãnh đạo trong tứ trụ mất chức trong thời gian ngắn có thể là cứu sốc cho chính trị Việt Nam. Nếu ổn định về chính trị thì mới thu hút về đầu tư được, nhưng trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam thực sự bị lâm vào khủng hoảng chính trị. Trong thời gian tới thì không phải là khủng hoảng chính trị bình thường nữa, mà nó ở mức rất nghiêm trọng. Ông đài đánh giá rằng tất cả những chính sách bị thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nếu theo dõi chuyến đi của ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh từ ngày mùng 7 đến ngày 12 tháng 4 vừa rồi, thì đã đạt được rất nhiều thỏa thuận về kinh tế, như kết nối đường sắt cao tốc Hà Nội và Lào Cai với Trung Quốc và rất nhiều những thỏa thuận khác. Tất nhiên những gì mà ông Huệ đã đạt được với Trung Quốc trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội thì sẽ bị xáo trộn bởi vì nếu người khác lên, họ sẽ có quan điểm và cách làm khác. AFA cho biết thêm, theo Bộ Công an Việt Nam, ông Phạm Thái Hà, trợ lý chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bị bắt vào ngày 21 tháng 4 với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu ông Huệ có phải chịu trách nhiệm đứng đầu hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.